Xin chào các cụ và các bạn. Hôm nay tôi quay giới thiệu các cụ và các bạn một bộ âm ly đa kênh của Yamaha. Nói đùa tí cho vui. Xin chào, đây là hai chiếc âm ly đa kênh của Yamaha, có cùng mã là A5. Âm ly này là âm ly đa kênh có cổng quang. Rất lâu rồi tôi mới có hàng của âm ly có cổng quang. Phải nói là cách đây khoảng 2 tháng trời chắc mình có một con hai đợt này. Đợt này tôi lấy được một lô khoảng 6-70 con âm ly có cổng quang. Xin lỗi, không phải tất cả cổng quang mà là âm ly đa kênh. Nghĩa có con có cổng quang, có con không. Con nào có cổng quang thì giá đắt hơn vài trăm, còn bình thường không có cổng quang thì bán rẻ hơn vài trăm, thế thôi. Đây là hai con âm ly đa kênh của Yamaha. Hàng này sản xuất tại Malaysia. Nhiều bác cứ hỏi tôi sản xuất tại đâu, tôi nói luôn là tại đâu thì cũng được, quan trọng là nó mang về nước nào dùng. Và âm ly này nó mang về Nhật dùng thì các bác yên tâm. Bất kể cả các bác nó có sản xuất tại Malaysia hay Trung Quốc hay là Nhật Bản thì không phải là cái thằng Yamaha nó sản xuất ra cái con âm ly này nhá. Mà tất cả các linh kiện này nó đều do các công ty của đa quốc gia. Nó lắp ráp tại đâu thì nó ghi made in nước đấy thôi. Chứ còn cái quan trọng của một cái sản phẩm tôi đã nói rất nhiều lần là phải dùng cho thị trường nào. Thị trường Việt Nam thì chất lượng nó khác hẳn so với thị trường Nhật, thị trường châu Âu. Và đặc thù các cái thị trường nước khác ấy, thì đằng sau của âm ly đa kênh này nó rất nhiều đường ra âm thanh, đường vào, đường ra âm thanh. Như ở Việt Nam nếu bác nào đã để ý ở trong siêu thị ấy, thì đường ra đường vào âm thanh của nó chỉ có vài lỗ AV này thôi. Nó rất đơn giản cho thị trường Việt Nam. Đấy là cái hạn chế ở nước mình. Đây tôi đang cắm vào đường quang. Đây đang chạy tín hiệu đường quang từ cái đầu đĩa kia. Các bác về có thể dùng cho TV thông minh nha các bác. Lấy tín hiệu số giải mã để nghe trực tiếp từ đây. Còn âm ly này, âm ly thì bình thường âm ly nào nó cũng có đường AV là chuyện bình thường rồi. Ở đây tôi đang cắm đường quang và đường DVD đây này. DVD LD. Âm ly có 3 đường quang các bác nha, thao hồ dùng luôn. DVD. Còn đây là đường CD, tôi cắm cả hai đường đồng thời như tôi đang chạy đường quang. Âm ly này công suất 180W, điện 100V. Đánh hai đôi loa chính là A và B. Tôi bán giá 3 triệu đồng giá. Giá chuẩn rồi không mặc cả nữa. Giá đã là giá chuẩn, xin thông cảm. Malaysia 180W. Các âm ly này thì nó toàn sản xuất tại Malaysia hoặc Indo thôi. Thỉnh thoảng có con tại Nhật, rất hiếm con tại Nhật. Mà tôi đã nói luôn là Nhật hoặc là Malaysia hoặc Indo thì đều như nhau hết. Bởi vì nó mang về Nhật sử dụng. Nhật nó mới dùng điện 100V nhá. Và trong cái này này thì có thằng linh kiện nó sản xuất tại nước này, có thằng tại linh kiện tại nước kia. Nên các bác đừng có miệt thị Trung Quốc làm gì cho mệt người ra. Trung Quốc nó hơn gấp vạn nhiều nước ở trên thế giới. Nó đứng thứ mấy ở thế giới chứ không phải là nó ra hàng cho sản phẩm cho thị trường Việt Nam thì chất lượng nó khác. Chứ còn hàng Trung Quốc xịn của nó thì tôi chả nói các bác cũng biết là hàng nó chất lượng như nào. Nó đã có công nghệ lên đến vũ trụ rồi, mình là cái gì đâu mà mình chê nó. Có cái là mình phải biết phân biệt là hàng nó như thế nào thôi. Chứ bây mình cứ mỉa ở Trung Quốc để làm cái gì. Đây đường quang tôi lấy từ cái đầu đĩa mini này ra này. Xin nhắc lại là bán giá là 3 triệu đồng một con, hàng bao nguyên zin. Đánh hai đôi loa chính và các loa phụ. Có điều kiện thì các bác lắp thêm loa phụ để xem phim. Còn bình thường nghe loa chính để nghe nhạc đây rất hay rồi. Đây là đường xúc điện. Cơ bản âm ly đa kênh nó là như vậy. Đa kênh nó thêm các loa phụ. Còn bình thường nó đã có loa chính cho các bác nghe nhạc. Và khi nghe nhạc thì mình chỉ dùng chế độ stereo. Đấy là điều cơ bản. Đây tôi đang bật chế độ xem phim này. Nên bây tôi phải chuyển sang chế độ stereo. Đâu bấm ở trên đâu đây này. Trên âm ly thì có chỉnh bát chép nhé. Đánh hai đôi loa thì ấn cả vào. Xin nhắc lại 3 triệu một đôi. Một chiếc. Hai âm ly giống hệt nhau, đây loa trái loa phải. Cả hai loa đều hoạt động hoàn hảo. Đây là đường input mode. Mình ấn vào đây thì nó sẽ hiện ra analog hoặc auto. Auto thì nó sẽ nhận tín hiệu tự động cả analog và cả AV.
Đây tôi đang vặn ở tín hiệu của đường DVD. Đây tôi vặn sang CD nó cũng ra tiếng nhá. Tuner này, CD, đấy cũng có tiếng. Bởi vì nó chạy cả đường AV, đường quang. Các bi này thì hàng chính hãng, hàng xịn cho các bác dùng. Đang ghép đôi loa Pioneer Bass 25. Hàng này là hàng chưa lau chùi các bác nha, chưa vệ sinh. Đường lên dốc đá nước đêm chân thả nhớ câu chuyện xưa. Đây là vết băng dính, vết băng dính nha, vết băng dính này, chưa lau chùi. Tôi xem là tôi đang quay con video, con trên là mã số series là bao nhiêu. Ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoa thắm. Tiếng chim kêu 40 SU nhá. Con dưới là 70 XS. Tôi đang mở con 40 SU này. Nếu bác nào mua con này thì tôi sẽ không quay lại đâu. 40 SU. Con dưới là 70 XS. Con âm ly này phải nói là công suất ra loa rất lớn luôn. Tôi chỉ vặn đến 40% thì tiếng cực to luôn này. Nên tôi nói rất nhiều lần rồi, cái công suất 180W kia hoặc là 200W kia nó là công suất tiêu thụ điện. Quan trọng một cái âm ly là công suất ra loa cho từng loa một. Nó thể hiện bằng việc vặn volume này. Nếu vặn đến đây mà tiếng nó cực to thì là âm ly nó ra loa rất lớn. Đấy là điều đương nhiên đó. Xin cảm ơn các bác mua hàng thì đặt cọc tôi khoảng 1 triệu, tôi gửi hàng toàn quốc qua dịch vụ Viettel. Phí vận chuyển là người mua phải chịu, vì mình không đến từ tận nơi thì mình phải mất tiền dịch vụ cho nhà vận chuyển thôi. Các bác mua hàng thì tôi cho số tài khoản nếu ở xa, đặt cọc và số tài khoản. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.